Bản biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin Trần Dung Ngọc Hương, vợ hai xinh đẹp, đảm đang của MC Thành Trung. Kết hôn với MC nổi tiếng được nhiều người biết đến, Ngọc Hương chia sẻ cô không cảm thấy áp lực và cũng không bao giờ ghen tuông vì chồng được nhiều người yêu mến. MC Thành Trung được nhiều người hâm mộ biết đến từ khi còn là một diễn viên hài. Tuy nhiên sau đó, anh phát triển sự nghiệp theo hướng dẫn chương trình và gặt hái được không ít thành công trong nghề. Nhờ lối dẫn duyên dám pha chút hài dí dỏm, anh được nhiều fan yêu mến. Thành Trung cũng từng đạt danh hiệu người dẫn chương trình ấn tượng của VTV. MC Thành Trung và vợ 9X Ngọc Hương kết hôn cuối tháng 3 năm 2017. Trước khi kết hôn, Ngọc Hương là nữ tiếp viên hàng không. Cả hai gặp và quen nhau lần đầu trên một chuyến bay. Sau khi kết hôn một thời gian, do tính chất công việc, cả hai thường xuyên không có thời gian dành cho nhau. Chính vì vậy, bà xã của Thành Trung quyết định nghỉ việc để chăm lo cho gia đình. Là người kín tiếng nhưng khi kết hôn với MC Thành Trung, cuộc sống của Ngọc Hương cũng gây nhiều chú ý tò mò với khán giả. Bà xã Thành Trung được khen ngợi có sắc vóc xinh đẹp chẳng kém cạnh gì các hot girl. Khi hỏi Ngọc Hương có hối hận vì quyết định lùi về phía sau chăm sóc gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, cô khẳng định nhanh chóng là không. Sau gần 4 năm về chung một nhà, Thành Trung và bà xã Ngọc Hương đã có hai bé trai sinh đôi kháu khỉnh. Lấy chồng là người nổi tiếng nhưng Ngọc Hương cũng không có áp lực gì nhiều vì luôn tin tưởng chồng. Trong mắt cô, Thành Trung là người luôn tôn trọng và bàn bạc mọi việc với vợ. Còn trong mắt Thành Trung, vợ anh là một người luôn biết hy sinh, giúp anh cân bằng lại tính cách nóng này. Ngọc Hương kể vì là hai bé sinh đôi nên cô cùng chồng khá vất vả so với tưởng tượng trước đó. Mọi sinh hoạt của gia đình đảo lộn hoàn toàn trong tháng đầu. Con ngủ lúc nào là mẹ ngủ lúc đó. Anh Trung hay có nhu cầu làm đẹp, chăm sóc cho bản thân nhưng cũng xếp sau hết vì các con. Hiện tại, vợ chồng mình đã quen với nhịp sống này nên cân bằng lại được mọi thứ, Ngọc Hương kể. Thời điểm Ngọc Hương sinh con, ông xã phải đi công tác nhiều vì cuối năm bận rộn nên không giúp được gì nhiều. Những lúc như vậy, một tay Ngọc Hương chăm sóc, xoay sở với các con. Thế nhưng cô chưa một lời than vãn hay trách chồng bởi lúc nào anh có mặt ở nhà là sẵn sàng giúp cô mọi việc. Anh ấy vốn không phải người khéo léo nhưng mà bây giờ cũng biết bế và cho con ăn ngon lành, khéo léo lắm, Ngọc Hương chia sẻ. Những thay đổi khi lập gia đình và có con của Ngọc Hương đến quá nhiều tới nỗi, cô kể ai gặp cô cũng không nhận ra. Bạn bè, người thân đều nói không nhận ra Ngọc Hương của ngày xưa nữa. Nếu như trước đó, Ngọc Hương là một cô gái độc thân, chăm sóc nhiều cho bản thân. Tung tăng với những chuyến bay trên bầu trời rộng lớn đi khắp đó đây thì hiện tại niềm vui hàng ngày của cô là chăm sóc cho tổ ấm gia đình, được nhìn thấy hai con khỏe mạnh. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chăm sóc và rèn luyện thể chất cho bản thân. Bởi cô luôn quan niệm, phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp. Khi được hỏi, liệu Ngọc Hương có hối hận vì đã từ bỏ công việc lui về chăm sóc cho gia đình, cô khẳng định nhanh chóng là không. Mặc dù, đôi khi nhìn bạn bè cũng thấy nhớ bầu trời. Tính chất công việc của vợ chồng mình giống nhau đó là đều phải đi đây đi đó liên tục. Lúc anh Trung về Hà Nội mình lại bay đường dài và ngược lại. Chính vì vậy, muốn gắn bó với nhau lâu dài bắt buộc phải có một người hy sinh. Mình đã xác định rõ như vậy và chuẩn bị sẵn bước lui xuống mặt đất nên không hối hận, Ngọc Hương chia sẻ. Lấy chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, bản thân từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc gia đình, ít ai có được sự hy sinh vì gia đình như Ngọc Hương. Nhưng có lẽ sự tin tưởng mà chồng cô mang lại chính là lý do khiến Ngọc Hương kiên định với quyết định của mình. Khi hỏi có nghĩ hay áp lực không vì chồng là người nổi tiếng lại có nhiều fan nữ yêu thích, Ngọc Hương khẳng định điều đó chưa bao giờ là nỗi lo của cô. Cựu tiếp viên hàng không bảo có lẽ mọi người không tin nhưng cô không mấy khi ghen hay quan tâm tới việc chồng được nhiều fan nữ yêu thích. Tôi hiểu tính của chồng nên luôn tin tưởng. Thêm nữa chồng càng đẹp càng nhiều người hâm mộ tôi lại càng thích. Các bạn hãy nhìn vẻ ngoài của anh Trung hiện tại là biết. Nếu tôi có tính ghen tuông sẽ chẳng bao giờ để chồng diện như vậy, Ngọc Hương chia sẻ. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất khiến Ngọc Hương yên tâm vẫn là từ phía MC Thành Trung. Anh là người luôn mang lại niềm tin để vợ có thể vững tâm chăm sóc gia đình. Mọi việc to nhỏ trong nhà, anh luôn tôn trọng và bàn bạc với vợ. Theo lời của Ngọc Hương, bản thân ông xã ở nhà cũng là một người đàn ông bình thường. Sau khi hoàn thành công việc, Thành Trung không bao giờ giữ nguyên lớp áo nghệ sĩ. Đó chính là điều khiến cô cảm thấy yêu và yên tâm ở chồng. Với Ngọc Hương, ông xã Thành Trung là người sống tình cảm. Anh cũng luôn nghĩ cho Ngọc Hương ngay cả lúc vợ chồng giận nhau nhiều nhất. Nếu để chọn ra một người khô khan hơn trong hai người thì đó chắc chắn là tôi. Anh Trung hay viết những lời ngọt ngào còn tôi thì hiếm khi nói lời tình cảm với anh, bà xã Thành Trung kể về chồng. Ngoài những lúc cơm lành canh ngọt, cả hai đôi khi cũng cãi vã. Thế nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn may mắn khi hợp nhau về mọi mặt. Đó chính là bí quyết giúp cả hai giữ gìn hôn nhân hạnh phúc. Với Ngọc Hương, cô quan niệm im lặng là lỗi lớn nhất trong hôn nhân.
hiểu lầm hay đúng sai đều phải được giải quyết bằng việc thẳng thắn đối mặt và chia sẻ với nhau. Từ đó, cả hai rút ra kinh nghiệm, nhận lỗi sửa sai và cùng nhau xây dựng gia đình. Hạnh phúc gia đình được vun vén từ cả hai phía. Nếu như Thành Trung luôn tạo sự tin tưởng cho bà xã thì Ngọc Hương là một người biết chia sẻ, không bao giờ đòi hỏi nhiều. Nếu như Thành Trung có đôi lúc hơi nóng tính thì sự nhẹ nhàng của Ngọc Hương giúp anh cân bằng lại. Từ những điều nhỏ nhất như vậy, cả hai đã và đang vun đắp một gia đình hạnh phúc bền vững. Sự chênh lệch về tuổi tác, Ngọc Hương kém Thành Trung 8 tuổi BV, chưa bao giờ là rào cản của cặp vợ chồng này. Họ đang cố gắng vun vén từng ngày để có được những phút giây hạnh phúc bình yên bên nhau. Sau sự đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đầu tiên, MC Thành Trung dường như thấu hiểu hơn hai chữ gia đình cần phải gìn giữ như nào và Ngọc Hương cũng thêm yêu và gắn bó với người đàn ông của mình khi anh hết lòng vì vợ và các con. Dù đã 7 năm bên nhau, Thành Trung và Ngọc Hương vẫn luôn giữ được tình cảm ngọt ngào. Ngoài những lúc bận rộn trong công việc, nam MC luôn dành thời gian bên bà xã và hai con. Tháng 7 năm 2020, Thành Trung và vợ đánh dấu chặng đường khó quên khi dọn về căn hộ rộng 260m² trị giá 18 tỷ tại Hà Nội. Vợ chồng Thành Trung mua ngôi nhà này từ trước khi Covid-19 bùng phát. Sau khi cặp sinh đôi chào đời, Thành Trung luôn muốn có một căn nhà rộng hơn nơi ở hiện tại để các con có thể thoải mái nô đùa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.